Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Cường. Hôm nay tôi có thực hiện ca nhắm mắt cài thông minh cho một bé gái 12 tuổi. Các bạn có thể nhìn đây là hàm của bé này. Hàm của bé thì bị hô cả hai hàm. Hàm răng, đặc biệt là hàm trên thì hô nó rất là nhiều. Bé đang được liền ở trong độ tuổi vàng của chỉnh nha, đó là giai đoạn từ 12 đến 14 tuổi. Thì trong thời kỳ này nếu mà bố mẹ quan tâm đưa con đúng vào kịp thời thì kết quả mang đến thì sẽ rất là thay đổi nhiều về khuôn mặt, thay đổi nhiều về mặt thẩm mỹ và cả đảm bảo cả chức năng ăn nhai nữa. Thế nên là một lời khuyên của Nhân Phát Tư Cường với bố mẹ của các bé chỉnh nha là hãy đưa con đến niềng răng sớm. Hãy dự phòng sâu răng sớm và hôm nay các bạn sẽ xem tôi gắn ca mắc cài thông minh nhé. Tại sao gọi là mắc cài thông minh thì mắc cài này sẽ được gắn lên trên răng của bé. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng các cái dụng cụ để đo rất là cẩn thận. Trong mắc cài này các bé sẽ không phải buộc bằng những cái dây chun rất là sau nó đổi màu rất là không đẹp mắt, mà nó sẽ tự cái dây cung, nó sẽ là cái rãnh trượt trên mắc cài này để giúp cho răng di chuyển một cách tự nhiên, liên tục và rất nhẹ nhàng, làm giảm đau, giảm khó chịu cho bé. Đây cũng là một trong những cái ưu điểm của mắc cài thông minh này. Tôi sẽ đo cái độ vị trí gắn sao mà nó phù hợp nhất cho răng của bé. Răng của bé này hơi dài và núi răng cũng hơi thô một chút, cần đo tính toán rất là cẩn thận cái vị trí gắn làm sao mà để đánh giá được cái trục của răng, đánh giá được vị trí theo không gian 3 chiều. Và sau đó thì tôi bắt đầu dùng ánh sáng, có bước sóng 1500 để làm mà cố định cái vị trí mắc cài trên răng và giúp cho răng di chuyển được tốt hơn. Đấy. Cài theo quy trình chính xác, đúng vị trí sẽ giúp cho quá trình di chuyển răng hiệu quả và làm tăng cái kết quả niềng răng. Em cho cái chất gắn nhiều hơn chút. Và thế nào gắn mắc cài, thế nào là đúng. Gắn mắc cài đúng là mình sẽ gắn vào vị trí trung tâm của răng, gắn theo cái trục của răng và gắn làm sao mà có sự đo đạc kỹ lưỡng, có sự tính toán và gắn theo không gian 3 chiều. Sau khi mà gắn được đúng vị trí rồi thì ta sẽ cố định cái vị trí gắn lại và sau đó thì ta sẽ chiếu bằng ánh sáng xanh như các bạn vừa thấy tôi vừa chiếu ra. Ok, chiếu lại mình được các răng. Có đau gì không cháu? Không đúng không? Không đau. Hôm nay là ngày đầu tiên.